Đây là khối cơ vùng thắt lưng ha. Thì từ ở trong ra ngoài thì mình có cơ thắt lưng lớn nè, cơ này cơ vuông thắt lưng nè ha. Và cơ ngoài cùng đây là cơ ngang bụng, cơ ngang bụng ha. Đó ba cơ. Còn cơ này cơ gì? Cơ chậu. Thì cơ thắt lưng với cơ chậu này tạo nên cơ gọi là cơ thắt lưng chậu nha. Rồi. Thận thì ở trên mối của thận nó đều có tuyến này, là tuyến gì? Tuyến thượng thận. Và tuyến thượng thận này nó được cấp máu cũng như máu thoát lưu từ tuyến thượng thận này ra là đổ vào động mạch hoặc tuyến mạch thận luôn. Rồi, thận thì nó có hình là hạt đậu màu đỏ, trên đây làm màu cũng giống luôn này nha. Thì nó có ở phía trên là đầu trên hay gọi cực trên, cực dưới nha. Thì nếu đối chiếu lên thành cơ thể thì cực trên của thành trái này tương ứng với bờ trên của xương sườn 11, còn thành phải thì bờ dưới xương sườn 11. Thì cái chiều cao nó chênh lệch nhau khoảng 2 cm. Cái bờ phía ngoài thì lồi, cả hai phần nó đều lồi, còn bờ trong thì nó lồi ở phía dưới và phía trên. Ngay chính dưới lõm thì tận rốn thận này, thì ngay vị trí rốn thận này mình nhớ ba cấu trúc nè: tĩnh mạch thận, động mạch thận và điều quản. Điều quản ha, một phần điều quản hay bể thận sắt, trong đây thì có bể thận, được chưa? Đó là phần thận. Trên đây mình có thể, nếu mà mở ra thì mình có thể nhìn thấy được cái phần trên đây mình có thể nhìn thấy ha. Các cấu trúc này chính là cái đài thận bé nè ha, cái đài thận bé gặp nhau khoảng vị trí này là đài thận lớn ha, bể thận thì chỗ chung nhất ở ngay chính giữa ha. Phần này phần tủy nè, thì cái cấu trúc phần tủy này là tháp thận nè, thì sát cái đỉnh tháp này là nhú thận nha. Còn phần ngoài cùng là phần vỏ và phần này nè, cổ thận, được chưa? Trên đây tương tự cũng có thể nhìn thấy ha. Phần này cổ thận nè, cổ thận, được chưa? Cổ thận nha. Đó, các cấu trúc này là các đài thận bé nha. Rồi, niệu quản thì niệu quản nó dài khoảng 25 tới 28 cm thôi, nó nằm ở phía trước cái cơ thắt lưng lớn, được chưa? Thắt lưng lớn và bao giờ nó nằm cái bờ ngoài của thắt lưng lớn, bao giờ niệu quản nó nằm ở trong cái bờ thắt lưng lớn hết nha. Rồi trên đường đi thì niệu quản nó có ba cái chỗ hẹp, chỗ hẹp đầu tiên là chỗ bể thận niệu quản. Rồi đi trên đường đi nó có bắt chéo với bó mạch sinh dục, nó bắt chéo trước hay sau? Sau. Hay phía sau đúng không? Xuống dưới đây thì nó lại bắt chéo trước so với động mạch chậu. Động mạch chậu. Thì ngay vị trí bắt chéo động mạch chậu này là một chỗ hẹp thứ hai của niệu quản ha. Và cuối cùng xuống dưới đây bắt đầu niệu quản nó mới cắm vào thành bàng, cắm vào thành bàng quang. Thì cái đoạn mà nó nằm trong thành bàng quang này á là cái đoạn chỗ hẹp thứ ba và là đoạn niệu quản nội thành nha. Thì niệu quản nó chia làm hai đoạn, đoạn vùng với đoạn chậu. Thì đây mình thấy cái xương mu này, cái đường chạy từ đây chạy vòng ra phía sau là đường cung á ha. Phần và đường cung chậu thì từ đường cung trở lên là niệu quản nội bụng, từ đường cung trở dưới là niệu quản nội chậu ha. Ở trên đây là mô hình nam, mình thấy là cái niệu quản trước khi nó cắm vào cái bàng quang này thì nó có bắt chéo ở ngay phía sau, ngay phía sau so với cấu trúc này ống dẫn tinh đó. Nên trong giáo trình hay ghi là niệu quản bắt chéo sau so với dẫn tinh nha, sau bàng quang. Đây chính ống dẫn tinh này. Ống dẫn tinh thì nó đi từ cái vùng ống bèn hay nó đi thẳng vô từ liên hoàn đến ống bèn đi vô đây và nó đi ở phía sau của thành bàng quang nha. Thì nó dự trữ sinh trùng ở chỗ này gọi là túi tinh này. Thì từ túi tinh nó có sẽ có hai cái ống, gọi là ống phóng tinh, nó đổ vào tiền liệt, tiền liệt tuyến. Ở trong bàng quang, bàng quang thì mình mô tả luôn, bàng quang nó có hình tháp ba mặt ha, một cái một đỉnh. Thì mặt này là mặt trên của bàng quang này ha, hai cái mặt này là hai mặt dưới bên, thì chữ mặt trên hai mặt dưới bên nó gặp nhau, chỗ này là đỉnh bàng quang. Còn cái mặt phía sau này là mặt đáy của bàng quang đó. Còn thấp phía dưới thì là cổ bàng quang, là đối với nam nó dính trực tiếp với tiền liệt tuyến ha, nữ thì nó dính vào cái phần mà màng nhĩ dục ha. Đó thì bàng quang nó cấu tạo bởi lớp phúc mạc ở ngoài nè, và thanh mạc ngoài ha. Và tiếp theo là ba lớp cơ và trong cùng một lớp niêm mạc. Thì lớp niêm mạc bàng quang ở ngay vị trí gần cái cổ bàng quang này thì nó có hai cái lỗ đổ của niệu quản. Một cái lỗ này gọi là lỗ niệu đạo trong nha. Thì cái vùng đó tạo nên vùng tam giác bàng quang. Và ngay chính giữa vùng tam giác bàng quang chỗ này nó lồi lên này. Đó, ngay chính giữa thì gọi là lưới bàng quang nha. Ngay chính giữa. Đó. Rồi tiếp tục đến tiền liệt tuyến. Tiền liệt tuyến mình thấy ở cái chỗ này là ở trong đây nó tạo nên phần niệu đạo tiền liệt tuyến ha. Niệu đạo tiền liệt thì ngay chính giữa, ngay chỗ 4 này mình thấy nó lồi lên này ha. Lồi lên là chỗ này người ta gọi là ụ núi hay là ụ nho á,
thì cái ống phóng tinh nó đổ nó phóng vô ngay vị trí này nè, ống phóng tinh nó phóng vô đây luôn, và ở ngay chính giữa đây nó có một cái túi bầu dục tuyến tiền liệt, nó cũng đổ tuyến tiền liệt vào trong luôn nha. À, đối với những người lớn tuổi thì cái tuyến tiền liệt này nó bị lớn lên chèn ép luôn vô cái đường tiểu này, người ta gọi vì bệnh u sơ tiền liệt tuyến á. Thế hôm nào mà ra mà đứng đi tiểu mà đứng cả nửa tiếng mà chưa vô được á, thì người ta sẽ phẫu thuật, người ta nội soi và người nội soi cắt đốt tiền tuyến, người ta nội soi từ niệu đạo lên ở đây, lên đến vị trí trên này, hay người ta sẽ cắt rộng cái vùng này nè, thì ra cắt cái vùng cổ quan rộng ra một chút nhưng mà phải chừa cái cơ thắt cổ quan lại nha, và cắt dài từ trên cắt xuống, cắt bao giờ mà tới cái ù núi này phải ngừng lại, không được cắt qua ù núi, cắt vô đây mà nó bít ngay cái đường phong tinh được nghe về một giờ ta lại thừa sau cắt sao yeah, ông cũng không thấy gì trên nha. Do đó cắt qua giờ nếu cắt đốt tiền thì tuyến bao giờ ta cắt phải chừa cái phần núi ra, cắt nó rộng trên này nha. Nói thêm để mai mốt đi lâm sàng biết cắt, mình thấy cắt đốt tiền tuyến là cắt từ đây cổ bằng quang xuống nha. Rồi hết phần bằng quang thì mình tới cái phần niệu đạo, thì niệu đạo của nam thì nó chia làm theo giải phóng nó chia làm ba đoạn ha. Niệu đạo gì? Niệu đạo mang và niệu đạo sốt ha, niệu đạo sốt đó. Còn theo sinh lý ta chia niệu đạo trước sau, trước là niệu đạo sốt rồi, còn mang thì niệu đạo tiền liệt là phần niệu đạo sau ha. Còn về phương diện phẫu thuật thì người ta chia niệu đạo thành niệu đạo hai, di động và cố định, di động và cố định ha. Thì thấy ngay cái chỗ xương mu này thẳng xuống nó có một cái dây chằng gọi là dây chằng treo dương vật ha, thì từ cái chỗ dây chằng treo dương vật trở về trước á thì là niệu đạo, và niệu đạo di động, còn phần còn lại phía sau là niệu đạo cố định ha. Rồi mình qua biết cái mô hình này để mình xem có tạo hình thể trong một thận thôi ha. Trên cái thiết đồ